thầy trở về ở miền Đông. Đó. Thì bây giờ còn một lời nhớ thôi, chứ không phải cái tựa thôi, chứ không phải gì hết. Để thầy ngâm cho nghe nhé. Miền Tây đò ta bơi đò rước đào, bỏ miền Tây về dạo ở miền Đông. Quý khách ơi đừng đợi đừng trông, ta từ giã đảo đồng chút lát. Miền Tây đổ ta bơi đò cá, nay trở lại đông miền rồi thắt ngặt nguy cơ. Về đi đừng đợi đừng chờ, đây là hàng sĩ sang bờ về quê. Miền Tây ơi ta quá tây tê, đi trên sông nước muốn về để thăm. Nhưng cơ pháp đạo đã phải âm thầm tách rẽ, về miền Đông sáng sẽ vui buồn. Bỏ miền Tây cũng như bỏ một cái tuồng, thầy lặng lẽ lễ tuôn đảm trải cơ phút cuối. Trò đừng có cãi, để thầy về thầy bẻ gái gây trong. Bây giờ thầy ở miền Đông, xóm kinh chiều kể cho chị ông bên ngoài đặng chúng biết đó. Chứ ở miền Tây hoài đó, cứ lấy chiếc ghe chạy, bơi lên bơi xuống bơi hoài hay sao. Miền Tây ơi ta đi mà mắt lệ tuôn trào, thương miền Tây đó biết chừng nào hồi quy. Miền Đông cứ đến ta đi, ta ngồi đợi khách từ khi bây giờ. Thì thầy đã kể chuyện cho tất cả quý vị nghe nha. Không gian phẳng lặng như tờ, thầy đây kể chuyện hiện giờ trò nghe. Nhìn đi thấy con muỗi vo ve sắp cắn, mà mình còn sợ nó kia kìa, rồi háo thắng nữa làm chi. Ráng tu nước mắt lắm đi, có trời Phật thiệt đừng có khinh khi tội nhiều. Ráng cố gắng đi chúng con, chỉ hai chữ biết điều, không ít cũng nhiều trời Phật đổ cho. Bây giờ mình có cơm no, hay là mình có tài của bạc kho đầy đồng, cũng đừng có quên, quên nếp sống của đạo đồng chánh nghĩa. Đừng quên anh em, đừng mê mỉa cùng ai, thầy với trò nói chuyện đêm nay, để vui vẻ rồi gặp nhiều may mắn. Mình tu niệm lòng mình trong trắng, thầy như ông đò cố gắng chèo bơi. Đò ấy chưa được thánh thời, đò thầy sức hiền chở ngồi ở trời vinh ở vũ. Đò ai lướt dặm chớ sương mù, rừng chiều buồn thảm rừng người tu đâu rồi. Đò ai đang đứng rồi ngồi, miệng kêu mà tay ngoắt người thôi mau về. Đò ai chiến chót còn kề, đó là đò Phật Bồ Đề Thích Ca. Đò chiều của mẹ của cha, của ông sư dạy của bà Quan Âm. Đò ai lặng lẽ âm thầm, một mình mà ông lái chứ tay cầm rồi rung rung. Sấm sắp nổ đùng đùng quý vị, chiếc đò nghèo sẽ bị ra sao. Lại trời sống búa tắc, mau cho con về Phật đò buôn mờ đào chở tiên. Đêm nay giảng phổ truyền giáo lý của Phật Ngài thừng thi chớ gì. Về nhà lắng lặng tu đi đêm buồn, thầy giảng thì tây tiếng đờn rừng, thầm thầm từng cơn rớt
lệ. Núi sông ơi chính bãi xa xa, bây giờ tuổi tác đã già, rừng ơi chiều có Phật chứ Di Đà chứng minh. Cây la ngủ âm tinh rừng thầm, thấy chưa trò trình bóng gì đâu. Sơn Khê nói chuyện đôi câu, bây giờ dân tắt canh thâu núi đồi, ngồi thanh tĩnh nghe rồi đừng bỏ. Ta không dùng chuông mỏ đâu đâu, chỉ là phổ biến đôi câu của trời, của Phật mà đâu đâu chưa lãnh phần. Mong quý vị tu lần đắng đắp, đừng để ma quỷ bắt nghe chưa, bảo dòng chưa dứt chưa chừa, đây rồi sắp tới nó đưa cho quỳnh tiền. Lỡ rồi phải thận duyên đò rước, lỡ rồi con nay trước mai sau, tới đây lỡ hết chứ ào ào. Lỡ sông lỡ biển chứ lỡ nào núi non, đây lỡ mẹ lỡ con la khóc, lỡ trắng tay trách móc Phật trời, lỡ ta chết ngọt giữa vời, tới đây rồi biết cái đời nguy cơ. Lỡ rồi con đợi chờ một lát, để thầy lo thầy tát nước kìa, ấp bè tràn xuống bên kia đò nghèo, rách rứ chia lìa là mới. Đò của Phật của ngài Sơn Bồ, sau này con quý tổ dư dễ triều. Nam nhân không ít cũng nhiều, nhân tài mà thiện chí quy điều, lên ngôi phong thần lập đây rồi trở lại. Lựa nam nhân trai gái tiết trinh, đặng mà gia tộc nghiêm nghinh nước nhà, nam việt mà lại không khinh người hiền. Lỡ sắp tới bưng biển cũng lỡ, còn báo dông là nợ tới giờ. Tình thương vô bến vô bờ, tránh đâu cho khỏi tứ giờ chưa nguy nan. Lỡ nước biển nó tràn như thác, chạy ở đâu chua chát chưa tới giờ liền. Bây giờ đừng náo đừng phiền, yên tâm mà tu niệm chứ trao liền như như. Có Bồ Tát đáy từ xuống rước, niệm Quan Âm mới được siêu về. Quan Âm Bồ Tát cấn kề, thầy kêu réo mẹ từ bề ở đâu, dù bà ở trên sâu trên thẳm, con quỳ xin trình bẩm hằng ngày. Bà ơi cứu hết trần ai, nếu bà bỏ chúng ngày mai chết nhiều. Giờ thanh tịnh thì kêu bà hỡi, Đức Quan Âm bà cỡ ngứa rồng, bây giờ cứu tổ cứu tông, sắp đầy bão tố mưa phong đầy làng. Giờ thanh tịnh các hàng cư sĩ, ráng đi con quan hỷ thứ tha, thương yêu anh chị chú bà, kẻ trên mà ngữ dữ chưa thiệt tha còn nguyên. Thôi bây giờ cũng như thầy cũng còn tiếp tục cái chương trình này chưa đâu, ngày mai thì thầy sẽ tiếp tục để tả ra chiếc đò này sẽ bơi về đâu, rồi sẽ đâu mà có, rồi mình làm sao mà vô chỗ này như thế nào đó, thì thầy sẽ tả ra cho biết đây là chiếc đò ly biệt. Còn chiếc đò thầy thì thầy cũng sẽ diễn tả ra cho biết và sắp lui rồi đó, tất cả chúng sanh anh chị em của mình. Vậy hôm nay dịp xuân về năm mới ở tại núi rừng thâm thẳm Thiên Cấm Sơn, không biết chỗ này chỗ nào nữa, thì thầy đã mượn chỗ này để cắm cái sào đó để đưa rước đạo qua sông.
Như thế. Dạ thưa thầy ơi, hầu đó Đức Phật thầy ở đâu vậy? Thì thầy cũng nôm na mà nghe vậy thôi, chứ còn chính thầy là rác rơm mà, chứ phải là đệ tử đâu. Nói nghe thì đâu có biết thầy ở chỗ nào. Đó, tất cả các vị có nhớ không? Có nhớ cái câu mà sấm truyền Đức Phật thầy ở đâu không? Ở trên non này ở chỗ nào không? Nhớ không? Nói đi. Nhớ rồi, Nhớ nhắc đi. nhớ rồi chỗ nào Thì ở chỗ này nè, mà không biết ở chỗ nào ha. Cái cội thì cái ngày xưa đó thì thầy cũng là vua, bên kia cũng là vua Gia Long nói vậy, nhưng mà cái đồi này nè, cái chỗ của thầy đó thì rừng chiều có để, đường buồn có để, bây giờ thầy cũng quên, cho quên rồi đó, không có nhớ. Nha, ở tại đây. Còn quý vị có bạn hướng dẫn đi lại coi tiên, có cái bằng cặn của tiền đây nè, còn đây là sơn tiền nhớ không? Cho nên hôm nay thì thầy cũng rao giảng cũng nhiều rồi, nhưng mà thầy không có mệt đâu. Còn quý vị ngồi hồi nãy giờ đó có mệt không hả? Có mệt không? Không hả? Có nói gì đâu mệt phải không? Còn thầy thầy nói nhiều quá thầy mệt rồi, nhưng mà không sao đâu nha. Kỳ này về đừng có coi bói coi tai coi tướng nữa nhớ không? Coi ta nè, coi ở đây nè, ra hết nhớ không? Được không, may mắn hên xui, có tiền có của gì đó thì có hết, mở ra cửa hàng là bán rất đắt, vì nói dịu mềm, ăn thiệt nói thiệt, mở thiệt là cũng như như là đạo 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 con gì đó, thấy không, bán rất đắt, vì cái miệng nó đảo qua đảo lợi, nó nói hiền khô à, nói rất ngọt nha, mà hãy nói mặn là không có ai mua. Bây giờ khách hàng người ta nói là thượng đế cũng phải, vì mỗi vị đều là có thượng đế bên trong hết rồi. Hãy mà đúng thì người ta đến mua, còn không đúng thôi nha. Thôi bây giờ cũng tới giờ để mình cúng Phật mẫu, xin mẹ cúng đại từ đại bi nha. Vậy đó, mẹ đại từ đại bi, nếu không thì mẹ cho con xin 2 3 phút, con rao một bài một lời của mẹ đây cho tất cả các vị làm tình. Cành nào khuya lặng chưa mỗi già, vì thương con dãi chưa mẹ già lâm sơn. Con phải biết mẹ hờn con lắm, không lo tu gội tắm sạch ngần, đặng về phò chúa là âm dân đồng đào mẹ đợi cân phân mọi mà. Con đâu có biết là bà mẹ hiện giờ này mẹ sẽ ra sao, nay mai con phải chưa sập nhau, mẹ giàu mà sinh hỡi với cha nào mắng rân, để chết hết làm dân chi nữa, đồ khờ ngu nghiêng ngửa gốc trời, kỳ này phạt nặng con ơi, chết chìm mà chết đói, chết thời đốt thiêu. Phật mẫu ngự tiên triều rơi lệ, mẹ đâu còn chính bề cao sang, mấy nàng tiên nữ mẹ già mẹ cởi mà chim ma lon xuống cho ta, bà khuyên ở lớn chiếc thuyền mẹ còn hơn của quý. Chúng con ơi đại tỳ dòng châu, con biết bà mẹ ở đâu, diêu trì kim mẫu bà chứng thâu con rồi. Con đang kiếp quá nhồi quá sức tại không lo, lập tức trở về bây giờ không giác còn mê, cho nên Phật mẫu chứng đề buồn hiu. Đó là thơ của Đức Mẹ mà muốn thầy đọc sáng đêm nay, đọc hoài nó có hoài không biết ở đâu nữa, không biết nữa.